Rồi, ok anh em ơi. Xong chưa? Thời khắc này đã đến rồi, chúng ta đến ngay với đại chiến Real Madrid và Barca cùng với Robert Icon. À, chú Quang tốt bụng nào. Bỉm về. Trời, trời đầu tiên anh em ơi, BO5 nhá, BO5 chặn 3. Robert Icon đại chiến khép lại Nets. Bạn đá trận nào chưa? Chưa đá một lần nào luôn thề. Đây là hình ra quân của tôi các bạn nhé. Củ tỏi, tôi phải tin tưởng củ tỏi gác đền. Cặp trung vệ Varane Ramos, đôi cánh Militao với Marcelo, Fabinho, Kaka và Sidok là ba cường tiền vệ. Tôi cho Mỹ Hồ Vương đá, đồ béo và bé tập. Không có Ronaldo, tôi lại không có tiền, tôi mua Ronaldo. Ronaldo đắt quá, đéo có tiền mua anh em ạ. Thế là bạn là hàng mượn đúng không? Ừ, hàng mượn. Sao mượn? Các bạn còn mở gói mượn 3 ngày. Thế chứ 1 với 2 nó khác đéo gì nhau đâu các bạn ơi, không có gì đâu. Đây, Ter Stegen ngày hôm nay phải vào lưới nhận bóng rất nhiều lần. Nói ra, P1P quê Semedo với Jordi Alba. Bộ ba hàng tiền vệ Perti, Fidan với Paulinho. Nhìn được hình của bạn cũng xịn đấy. Xịn gì? Đấy, tam tàu bạn bút quả tam tàu Brazil nghe chảy đấy. Trời đấy bạn ơi. Rồi, ok, chúng ta đến với trận đại chiến với béo Icon này. Có thể đá bóng ngay bây giờ. Ôi, Robert đâu rồi? Tôi chưa nhìn thấy Robert đâu ạ. Tôi chưa bao giờ đá Robert, bây giờ tôi mới đá lần đầu các bạn. Đầu tôi bóc tem Robert. Đây rồi, Robert ơi. Thật tuyệt vời. Không biết có bóng được cơ mà. Chó đi ra là được đấy nha. Cắn cái đéo màn hình. Chả hiểu. Ôi chết rồi. Tuyệt vời. Xin bạn đấy. Được nhờ. Bạn bóng quả được quá. Không phải là ôi. Ai... bạn ơi mình xin nhá. Đáng. Mình đéo thấy Robert đâu nhỉ? Đặt lòng thử quả nào. Chứ nhìn thấy mặt thủ môn của Quang. Bị ép quá anh ạ. Ôi sao mà. Sút. Bị ép đéo gì vậy? Má sút kìa. Ai sượt là đây anh em ơi. Mẹ nó găm của bóng kìa. Kinh mẹ đây. Bạn đê thường cái CD đấy. CD căng đấy. Ui dồi. Ui nó găm vào. À con tơ bắt được. Ôi chạm tay vào bóng rồi mà cũng mẹ không thể bắt nổi. Chú xuống. Ôi sao mắc sẽ lộ chạy loạn đấy. Ôi chết rồi. Tăng tốc. Helicopter. Ôi. Một tình huống phản công rất sắc sảo. Ôi tôi đây đây không gần mà. Ôi đồ mẹ ơi. Và đấy tôi chỉ sang bên này bạn. Ôi tôi xuống góc gần, tôi đây đây mà sao nó bay lên trời. Cái đéo gì vậy? Được bạn ơi. Ồ, hình như đây đây nó fix. Tôi hôm nay tôi mấy lần như thế luôn. Sao thế? Hôm nay tôi mấy lần như vậy. Nó fix đây đây á? Lùi đầu. Mấy lần tôi cũng bị đây đây hụt như thế á. Nó fix thì sao á? Vãi. Nó fix bạn ơi. Mẹ cay thế nhở? Ảo nhờ. Anh em bảo Quang thả lụ quá. Ai lìn ạ? Tôi không biết làm cách nào để sút được lên trời của đấy cơ. Quá nhờ. Cầu thủ bạn chiến đấy. Chiến đi bạn ơi mẹ. Cuộc chiến không khoan nhượng. Xong rồi bạn ơi. Sút. Tuyệt vời. Để cái góc như vậy thì hỏng thế nhờ. Không thể không đi vào. Béo đá vào. Góc này thì đúng là khó thật. Góc này không bắt được. Tỷ số được đây thì hay không chịu luôn. Hay quá. Phán quá. Rồi béo ư ạ. Ủa sao để tháng. Hay không là. Ui. Thắng quá, thắng quá. Không phải vô béo. Ôi. Đẩy. Bắt được bóng. Mất bóng trong vòng cấm. Đấy quá, số xa đang được búp đúng không? À, đang gọi anh lắm à? Ok. Ui. Đồng đã giữ người hết sức và đã cản được. Thì quá. Qua đang cho chúng ta thấy phong độ xuất sắc chúng ta trong trận này khi đã giữ sạch mảnh lưới trong suốt 9 phút vừa qua. Nhá. Ui. Hay quá. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Cậu béo đâu rồi? Vít nào. Đây rồi, đường ta ta chạy. Chóc đi ăn ba. Tiến lên đi. Đâu được. Đường lên là mình nó chạy vào đây là sút luôn. Đấy, nhanh quá, nó quá nhanh. Ăn ba nhìn đéo đuổi nổi. Đúng là chiếc phương tuyệt vời. Yeah, mang trái bóng về nhà đang tận đây chán mẹ đi. Nhìn chán. Đéo hiểu luôn ấy.
tôi nhìn ạ, tôi vẫn cười ỉa và bà này quá là gì đấy. Tại vì cũng sút được nhiều mà. Đấy không hiểu. Khó chịu ta. Tại thế được nhở? Các nhìn quả sút đấy tôi. Tôi không không buồn được ấy luôn anh ạ. Mình cười thật. Nhìn nó đau bụng quá luôn. Này rồi. Bằng đi nhờ. Ba vét ba này sướng lắm. Béo chạy đi. Đứng trước mặt luôn mà nó không biết nhớ làm gì được nè. Gì đấy? Hầu như quay là đéo tác động với lớp này luôn ạ. Đây tôi đứng chắn rồi đấy. Ờ này nhìn này. Đứng chắn rồi đấy. Như vậy đâu anh Tùng ạ. À? Không thể tin được. Đó là một pha cứa làm xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Mẹ à, vâng ngủ quá vậy như thế. Nhưng mà ngủ vậy ạ. Kìa. Ui, đó là pha vào. Xong rồi bạn ơi, xong rồi bạn ơi, đồ béo trai một lại ăn ba này. Lại là ăn ba. Thì nó là một cái thước cái. Phải nhanh thế mà. Đánh biên ở đây. Đấy, em ơi, vẫn còn cơ hội. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Đi vào không gian kia thì ngon lắm. Rồi. Ui. Rivaldo. Có thể dứt điểm ngay. Ui, béo ngon thế nhở? Yếu nhở? Đột phá. Và đây là mắt. Sút đi. Vãi đái. Ui, ảo này. Vâng, những đường chuyền. Vãi. Mẹ Tú nó có sút vào nhở? Đêm mẹ của tôi gọi là góc xa xa, tôi định làm quả ảo đấy. Không dám, không tự tin dứt điểm đâu. Vâng. Rất độc đáo. Mẹ, đồ béo kìa, làm sao ấy nhở? Anh ấy đã ghi bàn. Kinh vãi. Sức lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Trời ơi, nhìn tơ kìa. Tơ tay ngắn quá. Lâu tôi không đá, tôi mất hết cái kiểu kèm người rồi. Giờ tôi đéo biết kèm như nào luôn mà. Thì tỷ số là 4-0. Công nhận, thảm nào nhiều quả lại góc. Đồ béo góc phút. Sướng quá. Thằng khác góc xúc đã chết dở rồi. Đồ béo các bạn nhìn thấy đấy. Góc đấy thì... Họ đã quá. Quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Mẹ, chuyền đấy không được à? Kìa. Ơ. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Ủa. Ui. Mẹ, sút quá kinh vậy. Quả đấy tôi điều sang rồi đấy nhá. Thoáng đấy. Tự nhiên tôi béo sao ở đấy thoáng thế. Không bay được. Mà góc đấy lại gần thế mà đéo vào bắt được kìa. Tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tự tin rất lớn. Rất gần bóng ấy. Dị nhỉ. Tôi béo ơi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ồ, đó nên là đường chuyền. Sút. Tuyệt vời, bàn thắng khiến tôi dễ dàng. Một đến chân à? Và cứ hòa cứ khiến tôi. Đang đứng ngay đấy mà. Tơ quang kìa. Wow, rất độc đáo. Đứng ngay đâu cơ. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Wow, tơ quang gần mình đứng ngay. Đúng là cho vào cho nó có thật các bạn ạ. Ngay lập tức đã ngon thắng cân bằng tỷ số 1-0. Đây rồi. Càng càng. Sút đi. Ơ. Đã có bàn thắng bằng tỷ số. Bạn đang đéo gì vậy? Mẹ. Ơ sao rô béo ở đấy ạ? Tuyệt vời Alan. Không, tôi không biết là rô béo của ông ở đấy đấy. Tôi đã bắt người. Chắc hạt mà. Không phải đéo, tôi đéo biết là ông chạy ở đấy cơ. Cứ tưởng qua nó tạt vào trong ạ. Mình không nhìn ra rô béo quả đấy. Được rồi. Ui. Cuối cùng tôi cũng thấy thằng hậu vệ nó thắng được rồi. Mẹ. Kìa. Yeah. Ui. Thật nguy hiểm. Đầu mẹ ông vấp cỏ. Cỏ à? Đừng có đấy mẹ thổi đúng nào. Đúng nào đúng bài không? Thế à? Ui dồi ôi. Ui ui. À, ôi. Mẹ nó vẫn trúng đầu. Người thực hiện sẽ là Vida. Quan sát tao bằng người mình. Đầy rồi. Đầy rồi. Nguy hiểm. Ôi, nè, nó sút kìa. Cái nhìn đấy. Nó đang đuổi nhìn chán nhá. Quả đấy nó dứt điểm vào được luôn mới là điều ảo này. Thằng sâu của Quang thật súng là làm cảnh. Nó sút còn sâu kim cái thằng nào cơ.
Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Vidan. Đây rồi, bây giờ mình biết là đứa béo đây rồi, người ta kè mình. Trận vừa rồi nhìn nhầm người. Đây rồi. Hả? Ô. Ngã rồi. Không thả đứa béo. Không thả đứa béo lại. Ôi. Kéo sút được. Có thể giữ điểm ngay. À. Ui. Bắt rất ui. Tập. Hãy cùng xem pha phải không này. Nhanh thế nhờ. Quang ra chân nhanh quá. Đây này, vừa rồi tôi kèm Quang này. Tôi thằng béo ở đây này. Pha này. Ui. Đó là pha chạm bóng tốt. Chạm xong kỹ lắm. Mẹ thoáng thế. Sóng gió đã nổ ra. Lớn rồi. Mẹ thằng nó vào đây rồi. Ui. Bí rồi. Chỉ chặt bóng kịp thời rồi. Chết rồi, một ván bụi của này quay này. Ui. Mày lên cao quá. Nói. Nó lại nó bắt tài mình, nó bé góc gần kìa. Thế mà không xuất góc gần thì bạn ăn. Tình nhờ. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo không vút và bay vào lưới. Vậy Quang dứt điểm thuật quan sát kinh quá mình. Mày nhanh quá. Rất khó khăn trong bóng lưới. Ây ôi, đồ béo tôi nhìn thấy anh rồi. Ôi, ấy ơi đây. Ôi, đứa lại một em một sợ lắm. Trời. Rất nhanh. Mẹ gì không? Mẹ nó cái gì không? Không hiểu luôn đấy. Bạn cứ gì sớm đấy. Hai một phép một này. Cày được chứ. Thực ra là bạn ơi, tôi ZD rồi ấy, nhưng mà tôi đéo hiểu sao lại nó lại sút góc đấy. Cái kiểu nó bẻ được hướng sút của tôi các bạn. Quay đấy bạn mà lên rơi rồi. Không, có nghĩa là tôi xuống cái góc bạn bắt rồi đấy. Nhưng mà đéo hiểu sao lại xuống được phải đúng không? Đặt lòng chân phải đúng không? Nhưng mà nó đặt lòng chân trái nó đổi hướng. Ok đúng rồi, không vẽ. Nguy hiểm, để mất bóng. Và thủ môn có thể xử lý phạm đó. Gì đấy? Ơ, sao ấy nhở? Và đây là cú sút. Ui, bóng rớt rồi. Mẹ sút, cú sút tín nhở? Tưởng hết bóng rồi cơ. Mẹ. Nhìn rô béo nó rất điểm kìa anh em ơi. Ui, sút quả mẹ mày. Thằng A rồi, đừng để thua thời điểm này, cay lắm đấy anh em ơi. Chắc là về hết anh em ơi. Bóng nhỏ giữa hai người. Về hết. Ronaldinho. Ui, đừng để cho rô béo. Ơi, sút. Ui, kéo gì vậy? Gì đây? Mẹ đàn đi quả ảo thế nhờ. Này. Người pha mình ra mắt. Có được một nhìn dáng rất đẹp nhờ. Tuyệt vời. Ui. Anh ta đã làm điều đó. Ui. Vâng, sau khi ghi được bàn thắng thứ hai, anh ta rất hay nhìn. Ảo sẽ có cơ hội đánh mắt. Trời ơi. Có rất nhiều bàn thắng trong ngày hôm nay. Xử lý đỉnh nhờ. Đùa bạn. Đây chính là sân bay của anh em ạ. Nó hoàn hảo quá. Rất biết cách. Gây áp lực đối thủ khi mà họ được khán giả đây rồi chính xác là như vậy họ đang tiến anh đỡ là một cái anh nhờ có thể ngờ qua nó có quả cuối bằng kiều được thế ô kìa thiếu tập trung ấy nhở đuôi ăn vô ui tôi rất sợ một vét một khi mà có béo lại đây ui ui mẹ đồ béo kìa còn à chảy thế ui cả heo đi chó điên đấy nhờ ui ok anh không làm sao ấy đây là một đéo mẹ anh bỏ lên rồi à ui nó vẫn chạy được vào trong kìa trưởng của đội bóng. Đúng vậy, đó là một người đội trưởng mẫu mực. Anh nhìn được một kìa. Đương Xuân Trường, thủ quân. Em vừa qua nhìn nó bay một cười vãi lìn ạ. Bắt được rồi mà nó cứ đẩy vào chân Tú. Nó chịu thật đấy. Quả đấy hơi đỏ, quả đấy đỏ bóng thật đấy. Quả đấy nhưng mà nhìn được
chị may một cười thật sự. Mà được được được, căng nhờ bắt được quả bóng rồi chứ. Công nghệ chắc thật, Quang phải chắc. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tí thua anh em ạ, tí nữa thua Quang. May đấy, trận này tội may đấy, cái quả Quang ăn chắc rồi. Cũng may mắn thôi, Quang không trận này đá chặt mấy nhìn ra. Thì bây giờ mà còn... lâu lâu tôi cũng đá vậy, tôi nhớ biết đá. Tôi không thổ nổi luôn mà.